Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình. Thì mấy ngày hôm nay các bạn mình thấy các bạn ở trên hội hamster rồi đó. Thì các bạn hay hỏi về những cái hạt như thế này. Những cái hạt màu đỏ này nè các bạn. Đó, những cái hạt màu đỏ này có hạt thì nó màu xanh nữa, có hạt thì nó màu xanh nữa nha. Và nó nhiều hình dạng khác nhau. Thì mình thấy các bạn đang hỏi về mấy cái hạt đó có phải là bánh dành cho chó hay là không? Và hamster nó ăn được không? Hoặc là hamster nó ăn nhiều thì có bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay là không? Đó, đó là ba câu hỏi mà mình thấy các bạn đăng lên và hỏi rất là nhiều trong mấy ngày qua. Thì đối với những cái hạt này các bạn, thì mình bán thức ăn đồ cho hamster từ đó giờ là cũng 5-6 năm rồi. Thì mình thấy mấy cái hạt này trộn chung cho mấy con hamster nó ăn rất là lâu rồi. Nhưng mà không hiểu như thế nào mà hôm qua tới giờ mình thấy các bạn hỏi về những cái hạt này rất là nhiều ở trên mấy hội hamster rồi đó. Đó, rồi các bạn bàn luận đồ các thứ các kiểu ở trên đó. Và cái những cái hạt này, đây. Những cái hạt này là trong cái bịch thức ăn ngũ cốc cơ bản nè. Mình bán cho các bạn á, là đều có trộn hết. Đây, những cái hạt màu đỏ này, có hạt thì nó màu xanh. Và những cái hạt màu nâu nữa, đây. Ví dụ như là cái bịch này mình bán rời thêm một bịch 10.000 cho các bạn nào mà thấy con chuột có thích ăn, các bạn trộn thêm cho nó ăn. Thì một bịch 10.000, đây là loại... màu nâu nha. Nói chung là nó có rất là nhiều màu nha các bạn. Màu nâu, màu xanh, màu đỏ. Đó, đó, đó là ba màu cơ bản. Thì mình khẳng định luôn, đây là bánh chó. Bánh chó là bánh dành cho mấy con chó, có thể là thức ăn hàng ngày của nó hoặc là thức ăn thêm của nó. Thì nó có rất là nhiều loại. Nhưng mà thường thì trộn cho hamster là sẽ trộn cho nó loại này hoặc là loại màu đỏ và màu xanh là những cái loại mà thường trộn cho hamster ăn nhiều nhất. Rồi, và ngoài ra nữa thì nó có một loại nữa là thức ăn cho mèo. Thì cái thành phần dinh dưỡng thì chắc chắn là nó sẽ khác rồi. Và nó cũng dạng như là viên cám và người ta nén lại những hình như thế này. Nhưng mà thức ăn cho mèo thường trộn cho hamster ăn á, là loại mèo ô. À, mèo ô thì nó sẽ là những cái viên màu đỏ. Màu đỏ như thế này, màu giống như thế này. Nhưng mà cái hình nó hình bông hoặc là hình tròn gì đó. Nó khác, với lại cái viên đó mình thấy thì nó dẹp dẹp hơn. Có gì một tí nữa mình tìm trên Google, mình chèn vô cái video này cho các bạn xem nha. Đó, đó là thức ăn cho mèo và hamster nó ăn chung cũng được luôn. Còn cái hạt này là bánh chó thì tất nhiên là hamster nó ăn được nha các bạn. Ăn được thì mới trộn vô những cái bịch thức ăn như thế này để mà bán cho các bạn. Rồi, và về thành phần dinh dưỡng của những cái hạt này, nó sẽ cung cấp rất là nhiều các loại dinh dưỡng khác nhau. Bởi vì cái những cái hạt viên nén này á, thường là người ta sẽ làm bằng cá hoặc là thịt. Đó, người ta xay nhuyễn rồi thêm những cái gọi là chất khác nữa, chứ không phải là cá hay thịt không nha. Thêm những cái chất khác và cái dinh dưỡng khác nữa để mà tạo ra những cái viên nén như thế này. Đó, thì trong mỗi viên vậy thì nó đều có những cái thành phần dinh dưỡng khác nhau. Và bánh chó hoặc là mèo thì hai loại này thì nó sẽ có rất là nhiều loại khác nữa. Đó, loại cho chó nhỏ, rồi chó lớn, rồi mèo nhỏ, mèo lớn. Thì mỗi loại thì nó sẽ có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Đó, vì thế là khi mà các bạn cho hamster nó ăn những cái hạt bánh như thế này thì tất nhiên là con chuột của các bạn nó sẽ được cung cấp thêm dinh dưỡng. Nhưng mà các bạn lưu ý giúp mình là cái gì thì nó cũng có một cái mức của nó, một cái chừng mực của nó thôi. Đó, các bạn đừng có cho con chuột của bạn nó ăn quá nhiều. Đó, quá nhiều thì dẫn đến là nó sẽ dư chất. Đó, thì nó sẽ dẫn đến là những con chuột của bạn nó sẽ mập hoặc là béo phì hoặc là nó lười biếng. Đấy, có nhiều bạn nói là con chuột của bạn nó không thích chạy queo đó thì có thể là do các bạn cho nó ăn nhiều quá, nó mập, nó lười biếng rồi nó không có thích hoạt động hoặc là tập thể dục nữa. Đó, thì các bạn cho nó ăn vẫn bình thường nha, chứ không có là ảnh hưởng đến sức khỏe gì đối với những con chuột của bạn hết. Đấy, nhưng mà các bạn cho nó ăn một lượng vừa đủ thôi. Mình ví dụ trong một bịch 500g như thế này bên mình bán thì trộn cũng có nhưng mà số lượng rất là ít. Đấy, các bạn có thể đếm sơ sơ qua thôi. Thì có cỡ khoảng đó là 20 đến 30 hạt thôi à, chứ không có nhiều nha các bạn. Đó, thì mỗi loại trong cái bịch thức ăn ngũ cốc như thế này thì mỗi thứ nó sẽ có một ít. Đó, ví dụ như hướng dương, rồi cốm gạo, trái cây, rồi đậu phộng, đồ bánh cho chó, rồi tất cả các loại đậu. Thì mỗi thứ một ít thì trong một cái bịch như thế thì nó sẽ đầy đủ hết tất cả cái dinh dưỡng cho con chuột của bạn ăn hàng ngày và đảm bảo cho con chuột của bạn về cái sức khỏe đó, cũng như là cái tuổi thọ của nó sẽ được tăng cao hơn nha các bạn. Và mình thấy có nhiều bạn á là thấy con chuột của bạn nó thích ăn cái này thì các bạn có thể mua thêm một bịch 10.000 như thế này trộn vào cho nó ăn, nhưng mà các bạn cũng trộn vừa
đủ cái số lượng thôi. Ví dụ một bịch 500g như thế này thì các bạn trộn thêm nửa bịch này thôi là vừa nha, tại vì có nhiều con nó rất là thích ăn những cái hạt này. Cái những cái hạt này thì cái mùi rất là thơm đối với những con chuột hoặc là chó mèo đó, thì nó rất thích là những ăn những cái viên bánh như thế này. Thì nói chung là các bạn lưu ý là trộn, nếu như mà các bạn có mua thêm một bịch 10.000 thì trộn chung với thức ăn ngũ cốc thì một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nửa bịch này các bạn trộn cho một bịch 500g là mình thấy là ok, là hợp lý nha các bạn. Rồi, và hôm trước mình thấy một bạn đăng ở trên hội đó, là hỏi là có một shop đó người ta bảo là cái này là viên mày răng. Đấy, bánh mày răng cho hamster. Thì cái này là không phải là bánh mày răng. Cái này là không phải bánh mày răng, nhưng mà khi mà các bạn cho hamster nó ăn á, thì thực chất là những cái viên này là những cái viên nén, nó cứng. Đó, thì các bạn cho hamster của các bạn ăn thì một phần nào đó sẽ giúp cho răng của hamster của các bạn nó sẽ được mài mòn. Đó, và theo mình nghĩ á, là mấy con chuột nó thích cạp những cái viên này á, là một phần là do những cái viên này nó cứng nè. Đó, cạp thì cái răng của nó sẽ được mài mòn, thì nó sẽ khá là thích ăn những cái viên nén như thế này. Đấy, thì bánh này thì nó khô, nó nén cứng mà, cho nên là cũng có thể là cho hamster mài răng luôn. Nhưng mà cái công dụng mài răng của nó, cái công dụng mài răng của nó thì không có nhiều, cho nên là không xếp vào là cái loại vật liệu để mà cho những chuột của bạn nó mài răng nha. Đấy, nó chỉ là một loại thức ăn và có thêm công dụng là mài răng thôi. Và bên này là cái bịch thức ăn siêu bổ nè các bạn. Bên này cũng có loại bánh chó luôn nè, nhưng mà hạt tròn. Đấy, nó rất là nhiều hạt, nó rất là nhiều kiểu hình khác nhau nha các bạn, chứ không phải là mỗi một hai kiểu đâu, rất là nhiều kiểu hình. Đấy, rất là nhiều kiểu hình luôn. Đó, rồi. À, video này mình đã giải đáp cho các bạn xong rồi ha. Là một cái video ngắn ngắn để mà giải đáp cho những bạn nào thắc mắc về những cái hạt này có phải là bánh chó không á. Nó là bánh chó, các bạn cho hamster ăn bình thường, nhưng mà ăn với một cái số lượng vừa đủ vừa phải là ok. Và nó có phải là mày răng không? Nó không phải là mày răng, nó chỉ là thức ăn thôi. Và nó có kèm thêm cái công dụng mày răng, tại vì những cái viên này là viên nén cứng, và trên bề mặt của nó thì sẽ có một cái độ nhám nhất định. Đấy, cho nên là khi mà con chuột nó cạp thì sẽ giúp cho con răng của hamster của các bạn nó sẽ được mài bớt một phần nào đó nha. Còn các bạn mà muốn hamster của bạn nó mài răng á, thì các bạn mua cái loại đá mài răng san hô hoặc là loại viên bên mình có bán, các bạn có thể mua, hoặc là các bạn có thể cho nó ăn viên mài răng rau củ á. Đó, cái đó cũng rất là ok luôn. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Hôm nay là một cái video giải đáp cho những bạn nào mà thắc mắc về bánh chó này á, thì các bạn có thể gọi là đỡ thắc mắc hơn hoặc là hiểu rõ hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và nếu như thấy video của mình hữu ích hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video về hamster cũng như chia sẻ cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.